Dạ vâng, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khải Lăng Ô Tô Hải Phòng. Em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả dòng xe qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ. Địa chỉ của em cầu Tiên Cựu, đường 10 An Lão Hải Phòng, lối ra vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng ra với quốc lộ 10. Cực kỳ dễ tìm thôi nha. Vậy thì anh em nào đến xem xe hay bán xe gì, mua xe gì liên hệ em số điện thoại 0326062789. Anh em nào mua xe gì hoặc bán xe gì anh em gửi ảnh qua Zalo. Em ban ngày thì rất là nhiều việc thì tầm trưa trưa hoặc tầm tối thì em sẽ trả lời tin nhắn anh em. Anh em nào gấp quá thì cứ trực tiếp alo cho em số điện thoại 0326062789. Đây ngày hôm nay thì Khả Năng Ô Tô giới thiệu cho mọi người một chiếc xe gia đình xịn nhé, không taxi dịch vụ gì. Chevrolet Spark đời 2013, đăng ký 2014. Biển Thái Nguyên, tên tư nhân anh em nhé. Đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm tận tháng 8 năm 2021. Nó đang đúc 4 bánh bản đủ full option luôn, ABS túi khí. Đó. Nốt náp rất là mới. Cam kết của em không đâm đụng ngập nước anh em nhé. Xe ngon luôn, zin luôn. Thì cùng quay luôn cho anh em lên sóng ngày hôm nay. Giá bán 188 triệu đồng bao rút hồ sơ. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này, liên hệ em số điện thoại 0326062789. Chiếc xe thì sơn xi màu bạc, ốp tất cả các loại option, đèn trước, đèn gầm này, rồi ốp gương này, vè che mưa. Xe gia đình mình người ta đầu tư rất là căng, vè mưa inox luôn, nẹp chân kính inox, tay nắm hõm cửa inox, đèn trước đèn sau inox, na đang đúc 4 bánh, phanh đĩa hai bánh trước nhưng ABS 4 bánh anh em nhé. Bên trên có giá của cái chiếc Spark, cái giá gọi là cái giá truyền thống của Spark, nhìn rất là khỏe khoắn, form siêu nhân rồi, đời 2013, đăng ký lần đầu 2014, rất là led. Giá bán 188 triệu đồng bao rút hồ sơ cho anh em. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này nó phù hợp với khuôn tiền này, liên hệ em ngay 0326062789. Thì số điện thoại của em thì em có ghi ở phần, ví dụ như em giới thiệu là Chevrolet Spark đời 2013, đăng ký 2014, xong rồi em viết 0326062789 Khải Đăng Ô Tô, thì anh em chịu khó vào đấy tìm cho em. Nhiều bác cứ gọi điện cho em bảo mày đọc số nhanh quá anh ghi không kịp. Anh em tinh ý, anh em xem cái phần em giới thiệu đấy thì chắc chắn là sẽ có anh em nhé. Đó, chiếc này thì em bán 188 triệu bao rút hồ sơ nhé. Form dáng anh em nhìn này, tất cả những đường gân gờ với đường mép cửa, mép ba đài sốc với nhau nó khít khít. Không hề đâm đụng quọ quẹt gì hết anh em nhé. Sơn xi căng bóng, không hề xước sát gì. Đẹp căng rồi. Tên tư nhân biển Thái Nguyên. Chiếc này thì anh em là người Thái Nguyên giữ được biển thì đỡ phải rút hồ sơ. Còn nhiều anh em thích thì cứ để đi, tên tư nhân mà. Bảo người nhà hay là gì của tôi là được. Còn lại tên anh em là thích rút hồ sơ thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ với giá tiền là 3 triệu đồng. Còn nếu anh em mà không rút hồ sơ thì em giảm ngay 3 triệu đồng vào giá bán, chỉ còn 188 thì trừ 3. Đấy, anh em nghiên cứu lấy chiếc này về đi gia đình thì cực kỳ an tâm này. Chị em phụ nữ lấy chiếc này thì số sàn nhé anh em nhé, số sàn nhé. Động cơ thì dòng này nó chỉ 1.0 thôi. 1.0 thôi nên mức tiêu hao nhiên liệu của nó cực kỳ êm. Nó rơi vào khuôn bao nhiêu nhỉ? 5 lít rưỡi trên 100 km thôi nhỉ. Nét căng luôn. Dòng Spark này là mấy dòng Kia Morning hay i10 là những chiếc xe mà ăn như ngửi, mà mỗi lần ngửi chỉ có 5 lít rưỡi thôi trên 100 km. Nên là nó rất tiết kiệm nhiên liệu. Thương hiệu của Mỹ nhá. Chevrolet là một chữ cộng chữ thập đấy, thì nó là thương hiệu của Mỹ, khẳng định trên thế giới rồi. Đi nét căng, dòng xe nhỏ, dòng xe siêu nhân thì gần như nó là cái xe mà nó form dáng kiểu mình yêu thích nhất. Còn về động rãi thì i10 và Kia thì nó cũng hơn rộng hơn này tí tí thôi, không đáng bao nhiêu. Đấy, về thiết kế nội thất thì chiếc ngoại thất, nội thất thì chiếc Chevrolet Spark này nó nhỉnh hơn một chút. Nó form hao hao cái con VinFast Fadin đấy anh em. Đó. Như thế. Rất là mượt luôn. Này, bốn quả lốp rất là mới nhá. Nó đang đúc này. Giờ em sẽ khám phá từng cánh cửa một để cho anh em xem có zin không. Keo chỉ cánh cửa các kiểu có là điều nhá. Đây. Cửa mở hít lắm. Keo chỉ cánh zin hết, không mục mọt gì. Bên dưới có mỗi tí sắp sơn chỗ này thôi. Đây anh em nhìn thấy không? Đó. Còn zin hết. Đây tapi này. Không khoan đục nhá, chưa dọn nội thất. Dọn nội thất lên thì đánh bóng lên thì thôi đi. Con này anh em mang 350 đi dọn nội thất thì nét căng luôn nhá. Đầu đài theo xe này. Đấy. Không có cái gì mất đi cả. Ghế bọc da mới cứng. Ghế bọc da mới cứng này. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Không đâm đụng quả quẹt gì. Bóc cột luôn. Kiểm tra luôn anh em. Nhìn thấy không? Đó. Không hề đâm đụng quả cột gì nhé. Đấy. Zin này. Anh em nhìn cột zin chưa? Đó. Zin theo xe luôn. Mua xe cũ này sợ nhất. Đây anh em nhìn này.
Táp ni của nó nhìn táp lô với lại cái vô lăng nhìn rất là sướng. Đây túi khí đây anh em nhé, túi khí đây này đó, túi khí hai hai bên hai cái, bên kia có một cái nữa là hai cái đó, loa đài này nhìn hầm hố không, rất là hầm hố luôn, rất là nét. Số sàn nhá, số sàn quên không nói mọi người là số sàn. Đây khám phá từ cánh một, cánh này nắm người là không tìm thấy cánh chỗ mở cửa đâu, cứ tìm ở đây không thấy đâu. Ở đây nhá, đây là đây. Nẹt lắm. Đấy cửa này bỏ ra nó tự động nó đóng vào luôn này. Đấy anh em thấy chưa, nó tự đóng nhá. Đây nhá, này ấy. Cửa zin nó khác hoàn toàn anh ạ, không đâm đụng quọ quẹt gì, keo chỉ zin hết này đó, không hề khoan nhé, không có khoan đồng hồ đồng hiếc mất thân mất giả gì. Xe gia đình đi chuẩn hình như 8 vạn anh em ạ, 8 vạn mà thôi, chỉ 8 vạn mà thôi nhé. Đây chân nỉ hơi bẩn tí, dọn nó thất đi là được, không taxi gì, ngon lắm. À bóc cột luôn, bóc không anh em bảo không bóc. Đây nhìn đi, bóc anh em lại bảo không bóc nó mệt lắm. Đây rất là dễ, em buôn bán rất là thật, không có nhì nhằng nói lung tung. Đấy. Cốp đây, cốp mở lên phát nhìn thấy hàng đinh bấm này nó thấy sướng mà, nó không thể đâm vào đây rồi anh em nhìn thấy chưa, nét căng này nhìn thấy không, mép này cái này này đấy, zin theo xe nhá, này zin luôn. Đây đồ mỏ lốp theo xe này, zin đét này nhìn thấy không, zin đét này. Đây lốp dự phòng đây, à lốp dự phòng là dòng này, lốp dự phòng nó bé bé này. Nhìn buồn cười nhỉ. Đó. Anh em thích về anh em thay đây, không thì thôi để đây mà đi. Đấy nhìn này, đây đinh bấm này, keo chỉ cốp này không mất phần nào, con này nét căng rồi chẳng phải làm gì hết anh em nhé. Đây cửa lại cũng thế, rít rít này, ốc bảy màu này nhìn thấy không, chưa tháo đâu luôn, ốc bản này nhìn mới cứng ấy, cứng quang luôn. Đây đâm đụng quả quẹt thì nó thể hiện hết là cột kèo đây, zin cả xe mà, giá có 188 triệu, cực êm luôn. Đó, khoang nội thất ngồi rất là rộng, con này nhìn thì bé nhưng mà chỗ ngồi này nhá anh em, ngồi nó chân nó còn rộng hơn kia Mô Linh luôn, chân anh em ngồi không bị kích lên trên này này. Tất nhiên thì to như em thì nó sẽ hơi chật chật một tí nhưng mà vẫn chở 5 người bình thường, một gia đình đi thì quá phù hợp rồi, 4-5 anh em đi thì cực kỳ ok rồi nhé. Đây anh em nhìn này, đó nét lắm. Đây anh em nhìn thấy chưa, chỉ cánh này, như vậy là chiếc này không mất một phân keo chỉ nào, chỉ cánh này nhìn đấy, không mất một phân keo chỉ nào nhé. Tapi rất là mới không mòn, nhiều chiếc đi dịch vụ thì nó mòn hết, những cái này người ta tì tay nhiều mòn hết đi đấy, nhưng mà con này nó không mượt lắm. Đây túi khí này nhé, chỗ này để gì, để điện thoại được này, cốp đây đấy, bên trong có cái củ sạc, đầu sạc đó. Đây bóc luôn cái cột này ra cho anh em này, bảo xanh chín này đấy, xanh chín chưa, em chưa có xem xe đâu nhưng em bóc xem từng tí một cho anh em xem. Bọn em có tí nghề, gọi là nói chung là có tí nghề thì bọn em xem xe nó nhanh hơn còn bà con cô bác đi xem xe, nhưng em cứ tin tưởng em là ok hết. Mà đang tiền tháng 8 năm 21 này anh em nhìn không, đó nổ máy, nổ máy xem thế nào, ốp đèn ốp đùng đầy đủ hết, sợ thật. Con này đẹp căng rồi, không nỗi nhỏ rồi. Mấy bạn đây, đồng hồ chỉ 8 vạn 143 nghìn, 8.143 cây, không đọc được, nói chung là 8 vạn nha. Đây nhá, cho anh em xem này, đó túi khí này, ABS này nhìn thấy chưa, đấy túi khí ABS này đó, đó đây đổ luôn, ok mượt lắm anh em ạ. Chế công tắc gì đây, chắc là bật đèn pha sương mờ sương màu gì không biết, cái này chắc hỏi anh em xem cái gì, chế cái gì không biết. Đó, đây. Ơ, còi không kêu à? Đấy, còi không kêu rồi. Này đi sửa sửa còi đi nhá. Xoay còi xịt rồi. Xem điều hòa có mát không? Bật gió mùa đông bắc rồi. À, rất là mát rồi. Mát rất là sâu nhá. Đèn trần, đèn chung này, đầy đủ hết này. Đó. Máy nổ êm lắm, điều hòa mát. Nói chung nhạc nhẽo thì ở đây nói chung là có đĩa thôi. USB cắm ở đây nhé, rắc nhà nhạc cắm ở đây. Còn anh em thích thì anh em lắp thêm cái màn hình trên gương nữa, mà cam lùi nó ok rồi, không cần cái màn hình ở đây đâu, quáng mắt lắm. Em thấy không nên lắp cái màn hình ở đây luôn,
quáng mắt kinh khủng. Anh em thích thì anh em lắp cái màn hình trên gương này này, trên gương này này có màn hình là được. Tích hợp camera đâu đó có 700-800 thôi. Giờ xem khoang máy nhá anh em nhé. Qua chút khoang máy. Ui dồi, máy nổ êm như là không nghe gì luôn anh em, máy êm lắm. Con này máy thật êm luôn. Đây. Ôi con này 4 máy mà. Con này 4 máy 1.0 anh em ạ, 4 máy nhá. Đây cũng ABS này. Thì 4 máy thì máy bản đủ mà, quên mất bản đủ anh em ạ. Bản đủ 4 máy. Ngon luôn. Máy nổ êm này, sắt xi sắt giếc nhìn thấy hết, tai đèn nhìn thấy hết. Không có đâm đụng quả quẹt nó thể hiện hết ở trên sắt xi này anh em nhé. Đầu răng này. Zin hết cả xe, nhưng máy nổ êm lắm. Đây ABS nguyên sơn 47 màu này, máy zin này, số zin. Ngon đấy. Ngon, con này ngon, chưa vệ sinh khoang máy. Đó. À. Rồi. Vậy thì vừa rồi em đã review xong một chiếc Chevrolet Spark đời 23 đăng ký 24 số sàn tên tư nhân, không taxi dịch vụ gì, biển Thái Nguyên. Giá bán bà đủ nhá. Túi khí ABS đầy đủ hết. Giá bán 188 triệu đồng, bao đủ hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Anh em nào cần chiếc này về làm xe gia đình, liên hệ em số điện thoại 032 60 62 789. Khả năng ô tô địa chỉ cầu Tiên Cựu, đường 10A, Hải Phòng. Xin chào và gặp lại.